Xin chào tất cả các bạn. Gặp lại các em trong buổi trưa ngày hôm nay, chị sẽ lại tiếp tục đem đến cho chúng mình một đoạn văn nghị luận xã hội thật hay và đặc sắc nhé. Rất mong là đoạn văn nghị luận xã hội này có thể đến với các bạn và tạo thêm cảm hứng cho chúng ta trong một ngày đầu tuần làm việc thật là năng lượng, đúng không nào? Xin chào các bạn. Rồi, chị đã thấy có các bạn vào học cùng với chị rồi đây. Nếu như buổi hôm trước chị đem đến cho chúng mình một đoạn văn nghị luận xã hội về truyền thống tôn sư trọng đạo, đúng không? Thế thì buổi ngày hôm nay chị sẽ lại tiếp tục đọc cho chúng mình nghe một đoạn văn được trích ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Rất mong đây sẽ là một đoạn văn phù hợp, một đoạn văn đặc sắc để giúp cho các bạn có thêm năng lượng trong ngày đầu tuần nhé. Và bên cạnh đó chúng ta lại cùng với nhau rút ra một số những kinh nghiệm khi làm bài nghị luận xã hội, được không? Rồi, xin chào Lê Quỳnh. Xin chào các em. Xin chào Lily. Chị thấy Dương Thùy rồi này. Đó, các bạn ơi, đối với những bạn mà đã sở hữu cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội rồi thì chắc hẳn các bạn đã thấy được số lượng các đoạn văn mẫu ở trong cuốn sổ tay này là rất nhiều, đúng không? Ở đó chúng ta có 60 đoạn văn mẫu và đề bài thì trải dài ở tất cả các dạng. Chúng ta có dạng về nhận định này, chúng ta có dạng về vấn đề trực tiếp này. Ví dụ như là đề bài hôm trước chúng ta học là về truyền thống tôn sư trọng đạo đấy. Hay là những bài mà về vai trò của tình bạn vân vân. Đó là những đề bài mà đề cập trực tiếp đến vấn đề. Bên cạnh đó chúng ta cũng có rất nhiều những đề bài ở dạng là phân tích hay là bình luận về một nhận định nào đó. Rồi chúng ta cũng có những đề bài là bình luận về một hình ảnh. Đó, dạo gần đây, mấy hôm này là đang rất là hot đề thi của tỉnh Thái Nguyên thì phải. Đề thi học sinh giỏi của tỉnh Thái Nguyên khi mà đề bài đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh của hai chiếc đồng hồ và nêu suy nghĩ của chúng mình về hai hình ảnh đó. Đó, thế thì với những đề bài sáng tạo như vậy thì trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội cũng có các em nhé. Có những đề bài về hình ảnh này, cũng có những đề bài về câu chuyện và tất nhiên rồi cũng có những đề bài về các vấn đề hiện tượng xã hội nữa. Ví dụ như là về nạn phá rừng này, về ô nhiễm môi trường này, về thực phẩm bẩn này, về việc chảy máu chất xám vân vân. Rất là nhiều các vấn đề mà có những đoạn văn mẫu được trình bày ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, chị sẽ đem đến cho chúng mình một đoạn văn về vấn đề lý tưởng sống các em nhé. Được không? Ok chưa? Đúng rồi đấy, chính xác. Và bên cạnh những đoạn văn mẫu thì tất nhiên rồi, chúng ta còn có những dẫn chứng để các bạn có thể linh hoạt sử dụng trong bài nữa. Vậy nên nếu như mà bạn nào còn chưa rõ hay là chưa nắm bắt được về dạng đề nghị luận xã hội, về cách làm nghị luận xã hội, thì chị khuyên chúng mình là hãy tham khảo ngay cuốn sổ tay này, được không nào? Hãy tham khảo ngay cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội để chúng mình hiểu về phương pháp làm bài, về hệ thống dẫn chứng, về cách viết những cái đoạn văn để làm sao trong khuôn khổ một đoạn văn 200 chữ thôi mà chúng ta làm rõ được vấn đề, không bị dài dòng, không bị lan man và đặc biệt là tạo được những ấn tượng riêng nữa. Đó, ok chưa? Thế thì cụ thể một đoạn văn ở trong đó sẽ như thế nào? Thì ngày hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình và phân tích xem là chúng ta học hỏi được gì từ đoạn văn trong sách này nhé. Đề bài của chúng ta cụ thể như sau. Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường, không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống. Từ câu nói của nhà văn Nga Lev Tolstoy, anh chị hãy viết đoạn văn 200 chữ, nêu suy nghĩ về vai trò của lý tưởng sống. À, ở đây là yêu cầu chúng ta viết một đoạn văn 200 chữ. Vấn đề nghị luận là vai trò của lý tưởng sống, nhưng mà lại cần phải bàn luận xoay quanh câu nhận định của nhà văn Lev Tolstoy. Đó, vậy là đây là một dạng đề không còn mới mẻ gì với chúng mình, đúng không? Dạng đề mà vừa có nhận định đưa ra và lại vừa chỉ ra một khía cạnh cụ thể của vấn đề. Chúng ta không phải là bàn luận chung về lý tưởng sống nhé, mà chúng ta sẽ tập trung vào vai trò của lý tưởng sống thôi. Thế thì với đề bài như thế này chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Thì sau đây là một đoạn văn được trích ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Các bạn hãy lắng nghe để xem là chúng mình học hỏi được những điều gì trong phương pháp làm nghị luận xã hội nhé. À, chị có bán bản PDF không ạ? Chị không nhá. Tất nhiên rồi, chị không thể bán bản PDF được. Bởi vì là sách của chúng mình là sách in ra có bìa được thiết kế riêng này. Đấy, đó, thế nên là chúng ta, chị không bán bản PDF, được không? Nếu như mà chúng mình muốn sở hữu cuốn sách này thì có thể nhắn tin về cho chị để tham khảo bản đọc thử. Nếu thấy phù hợp thì các em có thể lựa chọn để mua về cho mình cuốn sách này nhé.
Ok, rồi, à chuẩn bị ăn à? Thế thì rồi, thế thì bây giờ chúng mình lắng nghe, sau đó thì phải ăn trưa đi nhá, để còn có thời gian nghỉ ngơi để vào ca học buổi chiều nữa. Bây giờ đến với một đề bài mà chị vừa mới đọc, thì đoạn văn mẫu của chúng ta như sau. Nếu ví cuộc đời là biển cả, con người là chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương bao la, thì ngọn hải đăng, một kim chỉ nam không thể thiếu của thuyền, đó chính là lý tưởng sống. Từ câu đầu tiên của đoạn là chúng ta đã gợi đến cái vấn đề lý tưởng sống rồi nhá, không nên dài dòng ở đây. Tiếp tục này, đúng như Lev Tolstoy đã từng khẳng định, lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường, không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống. Lý tưởng sống luôn có vai trò to lớn đối với mỗi con người. Xong phần mở đoạn. Trong phần mở đoạn chỉ với 3 câu nhá, là chị đã thứ nhất là trích ra được đúng cái nhận định mà đề bài đưa ra. Thứ hai là nêu được đúng vấn đề mà đề bài hỏi, đó là vai trò của lý tưởng sống. Ok chưa? Rồi thế thì bây giờ từ việc chúng ta nêu được vấn đề như thế, thì thân đoạn chúng ta sẽ viết những gì đây? Nào, bây giờ lắng nghe cùng với chị nhé. Phần thân đoạn này. Trước tiên, trong việc định hướng suy nghĩ và hành động, lý tưởng giúp ta xác định được đích đến và kiên định thực hiện mục tiêu. Không có lý tưởng, cuộc sống này diễn ra thật vô nghĩa. Không có đích đến, bạn cứ đi rồi sẽ về đâu? Không có mục tiêu, bạn đang ngày càng cố gắng vì điều gì? Ở thế kỷ 20 ở Việt Nam, hàng ngàn hàng vạn thanh niên đã ngã xuống chẳng tiếc đời xanh cho tổ quốc mãi trường tồn. Chính vì họ đã mang trong mình một lý tưởng yêu nước cao đẹp, được thấm thía, được thấm nhuần bởi tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là luận điểm đầu tiên ở trong đoạn văn này. Tức nghĩa là bây giờ phải chỉ ra rõ được những cái vai trò của lý tưởng sống đối với cuộc sống của con người. Thế thì chị chỉ ra là vai trò đầu tiên là lý tưởng giúp chúng ta xác định được đích đến và kiên định thực hiện mục tiêu trong việc định hướng suy nghĩ và hành động của con người. Để làm rõ cho cái lý lẽ này thì chị có một vài những câu bình luận như sau này. Không có lý tưởng thì cuộc sống này diễn ra thật vô nghĩa. Đó là điều rất chính xác, đúng không? Thứ hai nhá, chị sử dụng những câu hỏi nhưng thật ra là để khẳng định. Đó chính là không có đích đến, bạn cứ đi rồi sẽ về đâu? Không có mục tiêu, bạn đang ngày ngày cố gắng vì điều gì? Đó, à vậy là bài học đầu tiên chúng ta rút ra được ở đây là các em hoàn toàn có thể sử dụng những câu hỏi để chúng ta giúp cho giọng văn ở trong những đoạn văn nghị luận xã hội trở nên phong phú hơn. Những câu hỏi được đặt ra nhưng thực chất là để khẳng định đấy, đúng không? Đọc lên chúng ta sẽ thấy nhá, không có đích đến, bạn cứ đi rồi sẽ về đâu? Không có mục tiêu, bạn đang ngày ngày cố gắng vì điều gì? Đó, như vậy đọc lên là chúng ta thấy là giọng văn đã có sự thay đổi linh hoạt. Và thêm nữa là nó lại càng khẳng định cho việc là không có lý tưởng ấy thì cuộc sống này diễn ra rất vô nghĩa. Chúng ta sẽ không có mục tiêu, không có cái đích đến để chúng ta hướng về, đúng không nào? Đấy, thế nên là từ đây chúng ta cũng biết được là bên cạnh sử dụng những câu trần thuật bình thường thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những câu hỏi này hoặc là những câu cảm thán ở trong các đoạn văn nghị luận xã hội của chúng ta. Đúng không? Nhá, đấy. Đấy, thế thì ở trong luận điểm đầu tiên này chị cũng sử dụng luôn một dẫn chứng để chứng minh. Đó chính là dẫn chứng về hàng ngàn hàng vạn thanh niên trong thế kỷ 20 đã ra đi không tiếc đời mình, đã ngã xuống mà chẳng tiếc đời xanh. Để làm gì? Để cống hiến cho tổ quốc, để cho tổ quốc này mãi mãi trường tồn. Bởi vì họ đã mang trong mình một lý tưởng yêu nước cao đẹp. Hãy nhớ, trong quá trình phân tích dẫn chứng, phải luôn luôn đưa được những cái từ khóa của đề bài vào. Nhớ chưa? Chúng ta sẽ đưa cái từ khóa là lý tưởng ở đây vào trong cái dẫn chứng của hàng ngàn hàng vạn thanh niên trong thế kỷ 20 ở đất nước Việt Nam anh hùng. Họ đã ngã xuống, họ đã hy sinh, nhưng mà cái điều mà họ đã hy sinh đó trở nên vô cùng cao cả và thiêng liêng, bởi sự hy sinh ấy là vì một lý tưởng cao đẹp, là lý tưởng yêu nước. Đúng chưa? Các bạn hình dung ra không? Một khi mà các em phân tích dẫn chứng mà có sử dụng được chính cái từ khóa của vấn đề thì dẫn chứng đó mới gọi là phù hợp. Nhớ chưa nào? Thay vì việc là chúng ta cứ bàn luận ngược, bàn luận xuôi, cuối cùng thì không đưa ra được cái từ khóa của đề bài vào trong dẫn chứng thì người ta sẽ không thể hiểu rõ là dẫn chứng này phục vụ điều gì cho vấn đề mà em đang bàn luận đây. Đó, nhớ chưa? Các bạn hình dung ra không nào? Được không?
nhá. Các bạn hình dung ra chưa? Đó, thế thì chúng ta đã có ngay hai cái bài học để trong quá trình chúng ta viết nghị luận xã hội được phong phú này, được linh hoạt và hay hơn. Bài học thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng những câu hỏi hoặc là những câu cảm thán ở trong đoạn văn nghị luận xã hội của chúng mình để giúp cho giọng văn linh hoạt. Bài học thứ hai là trong quá trình phân tích dẫn chứng, luôn luôn nhớ là phải đưa được những từ khóa của vấn đề vào trong dẫn chứng đấy nhá. Đó, trả lời cho câu hỏi là dẫn chứng này thì thể hiện khía cạnh gì của vấn đề. Ví dụ ở đây chúng ta sử dụng dẫn chứng về thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Vậy, thế thì hình ảnh đó hay là dẫn chứng đó thì thể hiện lý tưởng sống như thế nào? Thể hiện vai trò gì của lý tưởng sống? Đó, từ việc đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ trả lời được là à, đây là dẫn chứng thể hiện là một lý tưởng sống cao đẹp, lý tưởng yêu nước, lý tưởng chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc sẽ giúp cho các anh có thể chiến đấu và có thể hy sinh tất cả những gì mình có, thậm chí là cả sinh mạng của mình. Và đó là những điều cao cả, thiêng liêng, sẽ còn lưu danh mãi về sau nữa. Ok chưa? Rồi nhá, đấy là luận điểm đầu tiên thôi, đấy mới là luận điểm đầu tiên thôi. Tiếp tục này, bàn bạc về vai trò của lý tưởng sống thì chị tiếp tục viết như thế này nhá. Bên cạnh đó, trên con đường hướng tới thành công, lý tưởng sống là động lực để ta vượt qua mọi gian nan và thử thách. À, luận điểm đầu tiên là lý tưởng sống giúp chúng ta định hướng được, xác định được mục đích và kiên định thực hiện mục tiêu. Còn cái vai trò thứ hai là lý tưởng sống sẽ giúp cho chúng ta có được động lực để vượt qua mọi gian nan. Vừa xác định được đích đến, bây giờ để mà đến được đích đó thì lý tưởng sống lại một lần nữa phát huy vai trò của mình, giúp chúng ta có thêm động lực. Được không? Thế thì chứng minh cho quan điểm này chị sẽ bàn luận như sau này. Trước mây mù khó khăn cản trở, bạn sẽ chẳng hề lùi bước khi có lý tưởng là ngọn đèn soi đường tỏ lối. Hành trình cõng chữ lên non của biết bao thầy cô giảng dạy ở vùng cao, như câu chuyện của 47 thầy giáo nơi đỉnh trời Mường Lống, có lẽ sẽ chẳng thể thực hiện nếu như các thầy và các cô không trọn vẹn niềm tin với lý tưởng giáo dục mà mình đã chọn. Như vậy, theo quan điểm của Lev Tolstoy và qua thực tiễn cuộc sống, lý tưởng sống luôn giữ một vai trò quan trọng là phần tất yếu đưa chúng ta đến với bến bờ của thành công và hạnh phúc. Các em hình dung ra chưa? Nhá, ở trong luận điểm thứ hai này, chị cũng vẫn lại tiếp tục sử dụng một dẫn chứng là dẫn chứng về 47 thầy giáo nơi đỉnh trời Mường Lống. Câu chuyện về 47 thầy giáo này các em đã nghe đến chưa? À, 47 thầy giáo này kiên trì bám trụ ở điểm trường nơi vùng cao để có thể cõng chữ lên non, để có thể đem tri thức đến với cả các em nhỏ vùng cao. Khó khăn có chứ, vất vả có chứ, nhọc nhằn có chứ, hy sinh lại càng rất nhiều. Thế nhưng này, cái điều mà các thầy cô làm được, điều gì đã giúp cho các thầy cô làm được điều đó? Một phần nó đến từ lý tưởng giáo dục cao đẹp mà các thầy cô đã lựa chọn cho cuộc đời của mình. Đúng không? Có phải phải chăng là chính lý tưởng giáo dục, chính cái lý tưởng là đem đến tri thức cho các em nhỏ vùng cao đã giúp cho các thầy cô có được động lực để vượt qua mọi cái gian nan thử thách, để kiên trì bám trường, bám bạn, để đem đến con chữ cho các em nhỏ. Đó, thì chị sử dụng dẫn chứng như vậy. Các bạn có thấy là dẫn chứng này nó sát với cả vấn đề mà chị đang làm không? Có sát với vấn đề mà chị đang muốn chứng minh không? Nó sát bởi vì chị luôn luôn sử dụng cái cụm từ lý tưởng sống này thôi. Đúng không? Câu chuyện về 47 thầy giáo này các em cũng có thể sử dụng cho nhiều đề bài khác. Chỉ cần là các em biết cách là sử dụng những từ khóa của vấn đề để áp vào dẫn chứng đó mà thôi. Được không nào? Nhá. Đấy, thế là chúng ta lại có thêm bài học thứ ba là một dẫn chứng có thể sử dụng cho rất nhiều đề bài. Quan trọng là cách chúng ta vận dụng và cách chúng ta viết diễn đạt như thế nào. Thế thì để học được cách diễn đạt, có một cách, đó là việc các em đọc thật là nhiều những đoạn văn, đọc thật là nhiều những cái thông tin, đọc thật là nhiều những cách diễn đạt đi. Rồi chúng mình sẽ hiểu được và rồi chúng mình sẽ rút ra được cái kinh nghiệm trong quá trình làm bài của mình. Ở đây, chị rất mong các bạn, chúng ta đọc một đoạn thì không phải là để viết được một đoạn, mà chúng ta đọc một đoạn văn mẫu là để chúng ta viết được nhiều những đoạn văn khác nữa. Được không? Nhớ, ấy cái tác dụng của văn mẫu không phải là để chúng ta đọc xong rồi chúng ta học thuộc lòng và viết lại y nguyên, mà tác dụng của văn mẫu là giúp cho chúng ta đọc, sau đó chúng ta hiểu được cách làm và chúng ta tự áp dụng được vào nhiều trường hợp khác nữa.
Đó, thế nên chị rất mong rằng là với những đoạn văn mẫu ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này, tất nhiên bên cạnh việc là hệ thống đề bài phong phú, thì bên cạnh đó còn là những đoạn văn mà nó có cái sự chuẩn chỉnh về mặt cấu trúc làm bài này, về các bước làm bài để cho các em có thể rút ra kinh nghiệm và áp dụng được trong những bài làm cụ thể của bản thân mình. Đi thi thì chúng mình làm sao biết được trước đề bài, đúng không nào? Đó, thế nên là để mà chinh phục được những số điểm cao thì bắt buộc các em phải có cái kỹ năng làm bài rồi. Kỹ năng làm bài đến từ việc chúng ta đọc nhiều, tích lũy nhiều và rèn luyện nhiều nữa. Ok không? Thế nên là chị rất mong có thể đồng hành cùng với các bạn thông qua cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này để các bạn làm nghị luận xã hội một cách tự tin hơn. Để chúng ta làm một cách mà chúng ta có được sự chắc chắn này, rõ ràng, logic và đặc biệt là thuyết phục. Trong nghị luận xã hội thì yếu tố thuyết phục là rất quan trọng. Thuyết phục từ hệ thống lý lẽ rồi đến hệ thống dẫn chứng của chúng ta nữa. Ok chưa? Đó thì những phần mà chị vừa mới đọc là hai luận điểm chính ở trong đoạn văn của chị. Qua đây chúng ta rút ra được vai trò của lý tưởng sống mà chị vừa mới trình bày. Nó thể hiện ở hai khía cạnh chính. Thứ nhất là lý tưởng sống giúp cho chúng ta xác định được mục tiêu và đích đến. Thứ hai là lý tưởng sống giúp cho chúng ta có được động lực để đến với cả thành công. Ok chưa? Rồi, thế thì làm rõ cho hai luận điểm đó, chị đã sử dụng hệ thống lý lẽ này. Và mỗi luận điểm chị đều có những dẫn chứng cụ thể. Các bạn cũng có thể áp dụng cách đó khi viết nghị luận xã hội nhé. Thế thì cuối cùng, bàn luận xong hết rồi, xong rồi cả liên hệ với cả thực tế rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại này, câu kết nhé. Dù cuộc đời còn lắm chông gai, dù bóng đêm bao trùm tất thảy, hãy luôn giữ cho mình cái ngọn đèn lý tưởng trong bạn cháy sáng, để không ngừng bước tiếp bạn nhé. Được không nào? Nhớ, dù cho cuộc đời này còn lắm chông gai, dù cho bóng đêm bao trùm tất thảy, hãy luôn giữ cho ngọn đèn lý tưởng trong bạn cháy sáng để không ngừng bước tiếp. Ok chưa? Các bạn có thể sử dụng những cái câu mang tính nhắn nhủ, mang tính thông điệp như vậy để kết cho đoạn văn của mình. Có rất nhiều những cách kết đoạn, các em cũng có thể tham khảo ở trong những công thức viết kết đoạn ở trong cuốn sổ tay này này, sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Được không nào các bạn? Ok chưa? À, một đoạn nghị luận xã hội tầm bao nhiêu luận điểm là ok ạ? Một đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ thì chúng ta có thể là từ 2 đến 3 luận điểm là ok. Được không nào? Thậm chí có thể nhiều hơn là 4 luận điểm. Thế nhưng mà nếu như là 4 luận điểm ý, thì chúng ta phải khéo léo chọn những luận điểm trọng tâm thôi, còn những luận điểm nào chúng mình chỉ nhắc đến thôi. Đó, bởi vì là khuôn khổ một đoạn văn 200 chữ không cho phép chúng ta viết quá nhiều đâu nhá. Nên là nếu như mà muốn viết sâu, thay vì là viết viết qua loa, thì chúng ta có thể chọn 2 đến 3 luận điểm thật là rõ, rồi chúng mình sẽ bàn luận kỹ về từng luận điểm đấy. Đúng không nào? Những đoạn văn mà chị đọc cho các bạn ý, cũng thường dao động từ 2 đến 3 luận điểm thôi là ok. Rồi nhá. Đó. Ok, thế là trong buổi trưa ngày hôm nay lại tiếp tục với một đoạn văn được trích ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Các bạn lại có thêm cho mình những kinh nghiệm khi viết nghị luận xã hội rồi, đúng không nào? Bên cạnh chúng ta có thêm những kiến thức để bàn luận xoay quanh vấn đề về lý tưởng sống. Chúng ta cũng có thêm những kinh nghiệm, cũng có thêm những cái phương pháp để chúng ta làm nghị luận xã hội trong các dạng đề bài khác nữa. Đó, thế nên là chị cũng rất mong các bạn có thể coi đây là những phần tham khảo để hiểu được nội dung ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này. Một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Buổi hôm sau phát trực tiếp chị sẽ chiếu cho chúng mình xem nhá. Đó, nên là nếu như các em muốn tìm hiểu thêm về sách thì có thể nhắn tin cho chị để nhận thông tin chi tiết và hướng dẫn cách đăng ký để mua sách nhá. Rồi, và đó là nội dung buổi trưa ngày hôm nay thôi. Bây giờ các bạn dành thời gian nghỉ ngơi hoặc là xem lại, ghi chép lại một số những điều chị vừa mới rút ra cho chúng mình. Đừng để việc xem phát trực tiếp của chúng ta trôi qua một cách vô nghĩa nhá. Các em hoàn toàn có thể sắm cho mình một cuốn sổ nhỏ xinh, ghi chép lại những nội dung đó. Hoặc là, mua cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội, rồi chúng ta đọc, chúng ta nghiền ngẫm, tự rút ra kinh nghiệm cho mình cũng rất là ok. Được không nào? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi phần phát trực tiếp này. Rất mong được gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp sau nhé. Bye bye.